Xin chào mọi người đang xem kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Với cái bài toán an cư lạc nghiệp thì thực sự để mà nói đó là một bài toán cực kỳ nan giải đối với những vợ chồng trẻ sinh ra từ làng nhưng mà lại lập nghiệp tại phố mọi người ạ. Với những cái nhu cầu về nhà, về đất thì không bao giờ là thiếu. Vậy thì cái sự lựa chọn mua nhà đất hay mua chung cư với cái tầm giá vừa phải thì ở đâu? Hôm nay sẽ có tất cả trong cái video ngày hôm nay. Với cái giá bán chỉ 1 tỷ 380 triệu đồng thôi và đã có sổ đỏ chính chủ, nhà 4 tầng, mọi người có tin được không ạ? Xin mời mọi người đi theo em nhé, vào vị trí của ngôi nhà. Vâng, thưa mọi người, đây chính là ngôi nhà mà em Ánh muốn gửi tới mọi người. Với cái giá chào bán 1 tỷ 380 triệu đồng, đã có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hiện tại em đang đứng trước phần ngõ của ngôi nhà đây mọi người này. Ngõ trước nhà khoảng tầm 2m2, cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m mọi người nha. Và đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà với cái thông số như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, giá bán là 1 tỷ 380 triệu, vị trí thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và mặt tiền của ngôi nhà là 3m2, chiều sâu là 10m mọi người nhá. Đây chính là phần mặt chính đây của ngôi nhà, mọi người có thể quan sát giúp em. Đó. Và phần cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mà mọi người theo em vào phía căn phòng khách của ngôi nhà. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, cấp 1, cấp 2, tiểu học Yên Nghĩa mọi người nha. Rất là thuận lợi với lại những vợ chồng trẻ mà có cái thu nhập vừa phải thì cái đây chính là cái căn nhà mà mọi người nên cân nhắc. Bởi vì sao? Cái giá bán cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 1 tỷ 380 triệu đồng mà đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ thì em nghĩ đây là một căn nhà rất đáng là mơ ước mọi người ạ. Mọi người theo em vào phía phần phòng khách của ngôi nhà. Với lại hiện trạng của ngôi nhà này thì cái căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. Phần đèn led chiếu sáng cũng như là hệ thống trần thạch cao, phần sơn và phần gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện lên hết 100% rồi, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đó, gạch lát nền thì là kích thước 60-60 mọi người ạ. Với cái phòng khách đây cũng khá là rộng rãi, đủ để kê một cái bộ sofa nhỏ nhỏ xinh xinh đây. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà nhé. Đây chính là cái phần phòng bếp mọi người ạ. Đó. Với cái gỗ đây. Tủ bếp là được thiết kế là tủ gỗ mọi người nha. Màu tối tối một chút nhưng mà lại rất là tinh tế đấy. Bởi vì là cái tông màu của cái ngôi nhà này, tông màu chủ đạo là tông màu trắng, và cái tủ bếp thì là màu hơi tối một chút, tạo cho cái điểm nhấn cho cái phòng bếp mọi người ạ. Hệ thống tủ bếp cũng như là cái phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ về vòi chậu cũng như là chậu rửa bát chất liệu inox 304. Mặt bếp thì là được lát đá đen mọi người ơi, đây. Và cái căn phòng bếp này thì cũng rất là rộng rãi. Với cái diện tích là chỉ 30m thôi. Tuy nhiên thì với những cái công năng sử dụng thì chủ đầu tư đều đã thiết kế một cách chỉn chu, một cách hoàn hảo. Tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh đây.
Nhà vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt cũng như là hệ thống máy bơm nước lên cho toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp mọi người nhé. Và trong cái căn phòng bếp cũng như là phòng khách thì đều được chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao mọi người ạ. Đây này, hệ thống trần thạch cao trang trí rất là đẹp, cũng như là đèn trang trí. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là mỗi tầng 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là phần tay vịn cầu thang đi lên của 4 tầng. Chất liệu đều được làm bằng gỗ lim mọi người nha. Và mặt bậc, cổ bậc đều được lát đá xanh rồi. Phía cầu thang giữa đi lên thì rất là rộng rãi, không bị dốc. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Đây chính là cái căn phòng ngủ thứ nhất mọi người ơi, đây. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Đó, được lắp đầy đủ hệ thống đèn trần thạch cao cũng như là ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều đã được thiết kế và lắp đặt đầy đủ rồi. Mọi người chỉ việc sắm đồ về và ở thôi, với cái giá bán 1 tỷ 380 triệu thì thực sự là rẻ nhất Hà Nội luôn đấy mọi người ạ. Với cái căn nhà mới tinh như thế này, hiện trạng là mới 100% mọi người nha. Đây, cửa phòng đều là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Mời mọi người theo em sang căn phòng thứ hai. Đây chính là cái căn phòng thứ hai, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là lớp sắt, lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, cũng như là ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa đều được thiết kế xong xuôi hết rồi. Đó. Vị trí của cái căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa thì khoảng tầm 3,5 km, đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn nó rơi cũng khoảng tầm 3,5 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 2 km thôi mọi người ạ. Rất là gần từ vị trí của cái căn nhà mà đi ra chợ dân sinh, nơi mà cái vị trí của căn nhà này thì là quắc khoảng tầm 200 m thôi mọi người ơi. Cách trường mầm non tiểu học rất là gần, trong phạm vi bán kính 1 km quay đầu. Đây chính là phần vệ sinh của tầng 2. Phòng vệ sinh thì cũng được lắp đặt đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi chậu và hệ thống máy hút mùi. Đó. Đều được lắp đặt đầy đủ. Gạch ốp và lát nền cũng đã được đầy đủ. Kích thước 30-60 mọi người nha. Ốp lên tới 2/3 của trần rất là đẹp. Tạo cái độ thẩm mỹ cho cái căn phòng tắm. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vị trí cái căn nhà này là gồm có 4 phòng ngủ mọi người nha. 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 sân phơi rất là hợp lý mọi người ạ. Đó, gạch lát nền ở phía dưới chân thì đều là gạch 60-60 mọi người ơi. Đó. Mà mọi người theo em sang cái căn phòng thứ tư. Đa phần thì tầng 2 và tầng 3 thì thiết kế tương tự nhau, cửa sổ cũng vậy. Đó, được thiết kế tương tự và toàn bộ cái cửa thông phòng của ngôi nhà này nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tại vì sao cái căn nhà này giá thành nó rẻ mọi người cứ thắc mắc ấy. Bởi vì để mà nói thì cái vị trí của cái căn nhà nó quyết định là cái yếu tố đắt rẻ. Và hơn nữa là cái chất lượng xây dựng thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Với cái căn nhà này thì là xây dựng độc lập một mình một căn mọi người nha. Giá bán thì rất là hợp lý. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì cứ vui lòng gọi điện cho em để em tư vấn cho mọi người. Đây chính là nhà vệ sinh tầng 3, cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nha. Đầy đủ hết những cái công năng về trong nhà tắm cho một hộ gia đình sử dụng từ tầng 2, tầng 3. Tầng 1 thì chỉ là nhà vệ sinh phụ thôi. Đó, đây mọi người thấy em đang đứng ở phía phần hành lang này. Chủ đầu tư của cái căn nhà này thì rất là chỉnh chu cũng như là kỹ tính về cái phần kể cả là ốp ở dưới chân tường ấy cũng là rất là chỉnh chu cẩn thận mọi người ạ. Đó, những cái chi tiết nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà đủ biết rằng là cái chủ đầu tư của cái căn nhà này như thế nào ấy. Mà mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của căn nhà. Tầng 4 của căn nhà thì được thiết kế gồm 1 phòng thờ và 1 sân phơi, 1 khu vực để máy giặt nữa mọi người nhé. Đây chính là phần phòng thờ mọi người ạ. Phần phòng thờ của ngôi nhà đây.
Đó, với cái căn nhà mà đến những 4 phòng ngủ, một phòng thờ riêng biệt, phòng khách riêng biệt, phòng bếp riêng biệt thì em nghĩ là cái căn nhà này mọi người nên cân nhắc sớm ạ. Đây là phần đây là phần khu vực để máy giặt mọi người nhá. Phần khu vực để máy giặt là cũng được chủ đầu tư lát gạch khác này. Bước lên trên phía cầu thang thì là có ha, mọi người có thể nhìn ở trên trần ấy là có cái giếng trời để lấy ánh sáng, một cái ô giếng trời lấy ánh sáng cũng như cái không khí vào trong toàn bộ cái ngôi nhà này rất là thoáng. Đó, khu cầu thang lúc nào cũng sáng mọi người ạ. Căn nhà này thì về hệ thống điện, hệ thống nước cũng đã được hoàn thiện lên hết 100% rồi. Điện thì là điện lực Hà Nội và nước sạch quận Hà Đông mọi người nha, không phải nước máy đâu. Và đây chính là phần sân phơi mọi người ạ. Đó, mọi người có thể quan sát xung quanh giúp em. Rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh, cảm giác không khí rất là thoáng, yên bình luôn ấy. Đó, mọi người nhìn đi ạ. Em xin nhắc lại với mọi người một lần nữa nhé. Vị trí của cái căn nhà là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, giá bán chỉ 1 tỷ 380 triệu. Mọi người nhớ nhé, đã có sổ đỏ đầy đủ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này cũng như là một số những cái căn nhà khác, mọi người có thể gọi trực tiếp cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cũng như là bấm vào like, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem những cái video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.